là một con tướng công hẳn luôn, anh ta sẽ đánh Lee Sin Ban thấy không? Và chúng ta đã có được một đội hình 3 mũi nhọn tấn công đến từ cả hai đội tuyển. Và khu vực rừng cũng là những vị tướng mang thiên hướng tấn công rất mạnh, chứ không phải là những vị tướng mang thiên hướng chống chịu kiểm soát giao tranh. Đây thực sự là một ván thi đấu mà cả hai đã quyết định chơi phát động một pha tấn công sang khu vực rừng mùa xanh của Levi với 5 điểm chiến ý của BJ. Đây là một tình huống rất có lợi thế cho BJ bởi vì anh ta có được cái yếu tố bất ngờ và ta dồn sát thương vào Levi. Anh ta đang lợi rất nhiều sát thương, cố gắng di chuyển để tránh sát thương đến từ con mùa xanh. Levi thua sát thương quá nhiều, Levi quyết định quay lại và dùng trừng phạt. BJ vẫn còn trừng phạt và ta cướp được con mùa xanh. Nhưng đường về đang bị chặn bởi KT. BJ quyết định quay ngược trở lại dồn sát thương vào Levi nhưng chưa đủ sát thương dính điểm, bắt buộc phải tốc biến. KT tốc biến theo. Đường về của BJ có vẻ như hơi bị xa. Anh ta chắc chắn sẽ phải nằm lại với sát thương cuối cùng đến từ KT. Và Hasmet đang có một lượng máu tương đối đủ đầy để có thể một cân hai. Anh ta sẽ phải làm điều đó bởi vì Kia đã bắt đầu mở rồi với xiềng xích địa ngục đã dính sóng âm. Levi lao vào tiếp cận hai đánh một cực kỳ khó. Hasmet anh ta đã tốc biến và vẫn bị làm chậm liên tục với mùa đỏ và đó là điểm hai cục thứ hai cho Gam. Ta đã có định mệnh vậy gọi. Định mệnh vậy gọi là một cái công cụ nó cũng không phải là quá mạnh. Cái mà mạnh nhất từ bên phía Buffalo chính là cái hợp chất điên loạn của Taki thì nó lại không có. Rất là khó. Trời sập thẳng vào khu vực hang sư giả. Mặt đất dậy sóng cũng được sử dụng. Đó là con sư giả dành cho Buffalo thì phải. Nhưng liệu họ có lấy được nó hay không? Đây khi mà Gam đang dùng tất cả mọi thứ để có thể che. Kia Gam bị hất tung chung với đồng đội của mình. Và ta phải nằm xuống với sát lưng cuối cùng đến từ Shogun. Shogun đang có rất nhiều khoảng trống. Levi lao vào. Levi đã được xạ thủ của đối phương. Nhưng có cú cánh. Liệu có cứu được hay không? Hình như là cứu được. Và Shogun vẫn sẽ sống. Vấn đề là tắc. Cái tiên là người tốc biến bỏ chạy. Con sư giả đó. Gam ăn. Ở trước đó thì chúng ta cũng đã thấy là bên phía Gam kiểm soát thành công con rồng rồi. Thế nên là lúc này Levi vẫn đang muốn nói rằng thực ra tôi ăn rồng xong tôi không đi lên cánh trên. Nhưng mà con mắt ở bãi chim đấy, của FGB nó là cái lý do đó. Tại vì đó là rồi khâu đường trên. Kia Gia hai đánh một và anh ta nằm xuống rồi. Đó là Hasmet và BJ. Tiễn Kia Gia lên bảng với tốc biến còn nguyên. Nhưng Sai cũng đã xong cái nỏ tử thủ rồi. Về mặt cơ bản không có nhiều lắm chênh lệch. Lần này sẽ có chênh lệch về người khi BJ đang có mặt ở đây. Anh ta có hồi lại tốc biến hay chưa, còn 1-2 giây nữa thì phải. Và định mệnh vẫy gọi dùng để giữ chân bộ đôi của Gam lại. Và Gam đang làm mọi cách, BJ cố gắng nuốt đồng đội của mình chạy về trụ. Tai đang thả diều ngược lại. Anh ta có thả diều được hay không? Ta vào được tới trụ nhưng BJ đã phải hy sinh. Levi không xuất hiện kịp tại khu vực cánh dưới để có thể hỗ trợ cho Style và BJ. Không tốn quá nhiều, xin lỗi bạn, Buffalo cũng không tốn quá nhiều tài nguyên về mặt phép hỗ trợ để có thể dứt điểm được bên phía của BE. Còn đường trên kia ra quyết định bung luôn thần ca sấu dí tới Hasmet. Anh ta có giảm hồi máu và ta tự tin sẽ thắng được kèo 1-1 này và đúng là kia ra thắng. Đúng vừa rồi. Đây là đúng một kèo là ui trời sập ở khu vực đường giữa và đó là KT người đã mất đi tốc biến rồi. Anh ta đang dùng chiêu cuối để chạy và anh ta vẫn chạy kịp đúng vào khoảnh khắc cuối cùng. Cuối của Style được sử dụng, trụ đang bắn vào BJ, ngay lập tức có BA đây để hỗ trợ nhưng sát thương vẫn dồn vào người của Style, rất nhiều đỏ từ thủ được kích hoạt nhưng xạ thủ của Gam vẫn nằm xuống. Shogun vẫn đang nhảy múa, lính cũng không còn, ai sẽ cứu BA đây bởi vì tôi không thấy bên phía của Gam có người ở gần đây. Và nếu như đợt lính này tràn trụ thì Buffalo có thể thử tấn công vào BA một lần nữa. Họ đang suy nghĩ, họ đang nhìn góc, họ đang muốn BJ có thể quay trở lại nhưng họ không cần BJ, họ tấn công luôn, họ ép cái tốc biến của BA. Du ngoạn được sử dụng nhưng nó không hất tung được ai cả. BJ đã trở lại và BA ra đi. Một tiêu tấn công bằng trụ rất tốt đến từ phía của SGB. Họ đã có thông tin rằng Gam ăn sứ giả tại cánh trên bản đồ của Froggy. Còn BJ thì vẫn đang thi đấu cũng khá là năng nổ nhưng bây giờ anh ta đang cầm cái trời sập và chưa biết tấn công ở khu vực nào. Đang nhìn về khu vực đường giữa thì phải. Đang di chuyển dần về đó. Gam đang tập trung 4 người đây để thả sứ giả. Con sứ giả hút nó sẽ chưa lấy được trụ. Shogun đang nhảy lên khá là cao và ta chưa bị đe dọa. BJ đã tới hợp chất điên loạn khá là đẹp nhưng sát thương đến từ Buffalo chưa phải là nhiều lắm. BJ đang tạm thời lui nhẹ ra, KT cũng đang phải lui ra, ta quay lại chưởng khá là rác. Còn Shogun cũng bắn rất rác khiến cho Levi gần như là hết máu. BJ có cú cảnh nhưng ta không được cứu bởi vì không có bất kỳ điểm hạ gục nào cho Buffalo. Gam vẫn có thể đẩy tiếp nhưng mà con sứ giả mất rồi. Có thể sẽ là một pha giao tranh 5-5. Có đủ cả Hasmet lẫn Kia Gia bởi vì Hasmet đang ở khu vực đường dưới rồi. Anh ta đang bị tấn công, anh ta bị giữ chân lại, anh ta bị đá dính tường và anh ta bị chưởng gần như là bay màu. Và bay màu thật sự rồi. Gam có điểm hạ gục đối phương để Kia Gia có thể di chuyển bọc đầu. Và để xem là giao tranh tổng 5 năm thì cả hai sẽ diễn ra như thế nào. Hasmet đang cố gắng chờ chiến binh tận thế của mình hồi lại. Taki với lại Shogun đang ở trong khu vực hang rồng. Taki sẽ đứng che kế bên xạ thủ của mình. Rất tốt. Bức tường được chặn. Ngay lập tức có một pha sử dụng chiêu cuối và toàn bộ đội hình của Buffalo tràn tới. Hợp chất điên loạn thả thẳng vào đội hình của Gam. Shogun đang chưa bắn được bởi vì anh ta bị bâu vào bởi Kia Gia và KT. Shogun có cú cánh nhưng mà quá nhiều thứ đã lao vào anh ta và Shogun không được ai cứu tiếp cả. Anh ta đã nằm xuống. Còn Sai thì có quá là trời lợi thế. Gam thắng pha giao tranh hoàn toàn. Mặc dù đó là một tình huống dựng tường khá hay đến cho Froggy nhưng Gam lại có một chuyến tàu để họ đi qua cái bức tường đó. Đó chính là cái vòng xoáy không gian của KT. Và mặc dù Style là người trễ chuyến đỏ, anh ta không đi theo cái vòng xoáy không gian đó vì anh ta sợ rằng mình có thể là mục tiêu được chọn và cả cho Style nữa. Thì bây giờ giao tranh 5 năm sẽ có rất nhiều biến số chúng ta cần phải kể tới. Mắt kiểm soát đang được rải ra, Hasmet dùng máy quét.
Buffalo sẽ phá mắt trước, nhưng BJ dính khá là nhiều sát thương. Kia đang từ phía trên nhà của mình chạy về đúng cái hướng mà Foggy đang trấn giữ. Kia đang chờ đợi cơ hội của mình, Ata đang cố gắng tiếp cận, Ata đang nhìn, Ata bắt đầu tiến vào, cắt và sắt vào, làm choáng được Foggy. Foggy thanh tẩy cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị Levi tràn theo. Buffalo đang phải đánh lùi hợp chất thả ra để họ có thể rút lui, và họ tạm thời rút lui được. Levi cũng đu vào mắt để lùi về, và vòng xoáy không gian của KT ai đi đây? Foggy. Đó là một tình huống KT đi và Foggy không nằm xuống. À, Foggy vẫn nằm nhưng KT cũng phải trả giá. Bia ngậm đồng đội của mình để chạy, đó là Kia xin xích địa ngục băng vào ta và pha tràn lên đến từ bên phía Buffalo chưa thực sự hiệu quả lắm. Levi từ phía sau lao tới nhưng vẫn có khoảng trống dành cho Sogun. Sogun đang nhảy xuống. Sogun có double kill, Sogun đang tìm kiếm bằng triple kill, nhưng đó là quadra kill dành cho Sogun. Và SGB vẫn tìm được công thức chiến thắng, và công thức này là công thức quen thuộc của họ ở tại mùa giải năm nay. Sogun được chơi và anh ta lấy đi cú quadra kill cho bản thân mình, cũng như con rồng người tổ thứ tư SGB vẫn giữ được. Baron liên tục, Buffalo là đội đang đứng rình ở đó nhưng mà họ chưa phá hết mắt. Mặt đất dậy sóng. Đó là hai chiêu cuối, nhưng đó là Sogun bị bắt lại và anh ta có giáp thiên thần. BJ đang tới, nhưng Foggy và BJ cùng với lại Sogun đang không có nhiều khoảng trống lắm, đang dậy thả diều ngược lại. Sogun đã bị dính sóng âm, KT tràn tới và Sogun có cú cánh, nhưng lần này thì anh ta không hồi sinh được bởi vì không có điểm hạ gục cho Buffalo, mà là hai điểm hạ gục dành cho Gam, bốn điểm hạ gục dành cho Gam rồi. Và quét sạch rồi, Gam đã có thắng lợi trong ván đấu đầu tiên. Họ đang tràn thẳng vào khu đường giữa với vòng xoáy không gian đến từ KT. Tôi vừa nói rằng SGB đang có một vài những chiêu phép hỗ trợ chưa hồi kịp, đó là những cái tốc biến của Sogun, những cái tốc biến của Taki. Họ sẽ không gặp nguy hiểm nếu như không có những tình huống thi đấu mạo hiểm. Họ nên chờ những phép hỗ trợ quan trọng để hồi lại, nhưng Gam thì không chờ đến điều đó. Levi đã quá nhanh tay và Gam đã chớp thời cơ để bắt chết một con Kalista có giáp thiên thần, có cứu cánh, có định mệnh vẫy gọi, có tất cả mọi thứ trừ tốc biến. Một thắng lợi cũng khá căng thẳng dành cho Gam Esports, nhưng thắng lợi là thắng lợi. Và trận chung kết tổng của VCS mùa này, ván đấu đầu tiên đã thuộc về đương kim. Thì anh ta đánh con bài này rất nhiều ở tại những mùa giải trước của VCS, và cái độ thành thạo Hecarim đối với BJ là tương đối tốt. Cũng như đây là một con bài mà nó thể hiện được cái khả năng gánh sớm xuất sắc đối với BJ ở những mùa giải mùa xuân năm ngoái cũng như năm nay. Và trong một ván thi đấu quan trọng thì anh ta lại mang con Hecarim để trở lại. Của Kiaya, Hashmet và Kiaya chưa ăn miếng trả miếng nhau và chủ động làm mềm đối phương khi họ đều đang muốn tìm kiếm những cơ hội vào khu đường giữa. Là một pha băng trụ, một tình huống đáng ngược được KT về sát thương tạm thời là chưa đủ, nhưng chiến công đầu đã có với pha quay ngược trở lại đến từ BJ. Tốc biến qua tường, nóc tên đổi được một điểm hạ gục, và đó là pha gỡ gạc tốt đến từ người đi rừng của Gam. Sau đó anh ta hoàn toàn có quyền được hưởng thêm kinh nghiệm đến từ quê lính ở khu vực lượng máu còn lại của anh ta đủ để có thể đương cự lại kẻ đấu 1-1. Còn chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha gank rất đầu tư đến từ phía SGB, và thậm chí là lính chưa vào, cặp đôi BJ cùng với Froggy đã phải vào để băng trụ, và ngưỡng máu thấp đến từ Froggy khiến cho anh ta nhận một lượng sát thương đủ lớn đến từ cú quy của Levi và lên bảng. Khu vực trên Levi gank và tình huống gank đến từ Levi lại mang thêm một bàn cùng nữa cho Gam, và lần này người nằm xuống là Hasmet, khu đứng trên, và có lẽ đây sẽ là một tình huống tấn công kiểu như vậy. Levi là người tới rất nhanh chóng, cú bổ đầu tiên bị dính nội tại đến từ Sla bất bại, nhưng cú bổ thứ ba là hiệu quả khi kết hợp cùng nguồn sát thương đến từ Levi, và tiếp tục lại là một pha khai thác sai lầm tốt nữa đến từ cá nhân của Levi. Khi có thể sẽ là một pha băng trụ, BJ đang là người muốn vòng ra cùng với Taki, và KT bung ra cú chiêu cuối để xóa sổ lính đã mất tốc biến, nhưng lao ngay vào tầm của cuốn giải băng, và đó là siêu dáng thế điểm mà gục được nhường lại dành cho Froggy. Sứ giả vẫn chưa được thả ra tới từ BJ, chỉ họ nhưng còn đây... cả định mệnh vẫy gọi ở dưới bản đồ để tạo ra áp lực dành cho Style, nhưng họ đã không làm như vậy. Levi tiếp tục tiếp cận lên khu đường trẻ, anh ta xuất hiện và Ashmet lại rơi vào tình huống bị hớ. Anh ta sẽ bị hoảng sợ, anh ta sẽ bị cú chém lần hai, lần ba chất lượng, và Kia là người có điểm mà gục vừa rồi tiếp tục lại muốn cắm trại ở khu đường giữa. KT lại là mục tiêu, và lần này thì anh ta bị đẩy ngược trở về bởi bóng Makisi cùng với một tình huống vó người hủy diệt. Nắp tần Levi lao thẳng vào, nhưng sát thương anh ta là chưa đủ, anh ta đang hoảng sợ, anh ta đẩy BJ ngược trở lại, nhưng anh ta bị dính cú đấm và cú chiêu cuối được kích hoạt đến từ BM vào khoảng không, không gây ra bất cứ một sự mất mát nào dành cho các thành viên đội tuyển Sài Gòn Buffalo. Ván thi đấu này cũng là tốt với khả năng đẩy đường của họ, nhưng sự chênh lệch được tạo ra giữa hai xạ thủ tạm thời nó cũng đang chưa đáng kể. Và Nocton đã kích hoạt chiêu của Hoàng Tưởng, mục tiêu bị tấn công hiện tại đã bị tốc biến nhưng vẫn bị dồn sát thương. Một pha thi đấu quá khó chịu đến từ Levi, sát thương chẳng có trở lại là không đủ, và thậm chí cứu cánh đã được búp cho Style chứ không cần phải búp cho Levi nữa. Hai điểm gục dành cho Gam, và tiếp tục lại là Nocton lên tiếng khai thác vào còn Victor trong tay của KT, nhưng tấn công lên khu đường trên lại là Levi, và đó là pha băng trụ. Anh ta quá trâu với số lượng trang bị đang cầm trên người, wow, và đâm vào rút ra một cách cực kỳ an toàn với điểm mà gục được nhường lại dành cho Kia cùng với trụ một ở khu đường dưới. Chiêu cuối Hoàng Tử đến từ Nocton sắp sửa hồi lại, thứ họ cần chỉ là tầm nhìn mà thôi, nhưng đã quá gần cái trụ thứ hai, và có lẽ là Nocton cũng sẽ dừng lại ở đó. Đây là một pha tụ tập 5 người rất nhanh đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Gam. Tất nhiên họ đã lấy được trụ một ở khu đường dưới, nhưng vừa rồi cái trụ một khu đường trên cũng đã bị khai thác, và lại là pha đâm trụ. Lần này thì người bị nán lại
phải nằm xuống, đó chính là Froggy, người được chăm sóc nhiều nhất trong ván thi đấu dành cho các thành viên đội tuyển Sài Gòn Buffalo. Nếu như chỉ dừng lại việc đổi trụ một đứng dưới lên trụ một đứng trên thì đó không hẳn là một tiếng trao đổi quá lỗ cho Sài Gòn Buffalo. Với những tình huống chiều cuối, sự xích tội lỗi vẫn đang được duy trì một cách tương đối ổn định. Đang còn nhau. Trong phần rừng thì người đang gặp nguy hiểm hiện tại là Galio, ta bị dính cú bổ lần thứ ba đến từ quỷ kiếm Lucky. Và lại là chiều cuối, một tiếng tấn công hiện tại là Shogun có lẽ sẽ phải nằm, anh ta xuất đầu thành công Levi nhưng cuối cùng thì anh ta đã phải nằm xuống. Haspet muốn tràn vào tấn công của Style nhưng sắp từ trạng hướng trái của Style là quá nhiều. Tiếp theo là BJ, kết quả phóng ngựa bị giết muốn chạy, Style không cho điều đó xảy ra, muốn có quét sạch là các thành viên đội tuyển Gam. Có lẽ họ chỉ kiếm được thêm điểm mà gục đến từ Froggy mà thôi khi Amumu của Taki đã lùi về phía sau đội hình của SGB trong tình huống này. Và có vẻ như anh ta chưa bị lộ vị trí, BJ cũng đang ở bên phía cánh phải và anh ta vòng ra phía sau vị trí của Style, dịch chuyển được súng đến từ KT. Tất cả mọi thứ dồn vào Style, siêu đang thế dồn vào Style. Style được cứu cánh và anh ta có thể bắn được, anh ta được cứu cánh cứu máu, anh ta yêu máu, anh ta đã phải nằm xuống nhưng Gam vẫn đang giao tranh thắng. KT kẻ sắp từ chưa đủ đạn, BJ cánh còn lại thì Shogun cũng đang nhảy múa nhưng anh ta bắn vào kia nha. Anh ta bắn kia ra không hề mất máu và Shogun đang phải nằm xuống. Khi đó là đòn nội tại đến từ kia dứt điểm thành công xa thủ của SGB. Levi vẫn đòn đánh tay nội tại cũng đã dứt điểm được Froggy rồi. Chỉ có một người duy nhất của SGB, đó là BJ đang bỏ chạy được một cánh trên bản đồ. Mà nó là ba con rồng nguyên tố đang được sở hữu bởi các thành viên đội tuyển Gam. BJ bị lộ vị trí rồi. Họ thêm lần nữa thi đấu kín kẽ. Levi là người quay ngược trở lại tấn công vào BJ và đang muốn giữ chân được BJ. Chiều cuối hoang tưởng được kích hoạt, mục tiêu bị đâm, hiện tại lại là Kalista và có cú chiều cuối để kéo ngược cái đồng đội mình. Nhưng chiều cuối đến từ KT cũng đang gây ra một áp lực rất lớn dành cho Shogun. Anh ta muốn thả diều vào Kiaya thì Atok biến lên bổ cú bổ thứ ba của anh ta trượt. Anh ta vẫn đang muốn truy đuổi. Quỷ kiếm Darkin bắt đầu được hồi lại, bắt đầu từ lần đầu tiên. Lần đầu tiên nó không hiệu quả, lần thứ hai chất lượng hơn và Style đang là người bắn thẳng từ phía sau lưng. Họ không thành công được Kiaya, họ không dám bắn thêm vào vị trí của Style nữa khi còn cứu cánh. Và với cứu cánh và lượng tốc độ chơi một canh bạc tất tay, Froggy là người đứng ở phía bên kia nhưng anh ta đang gặp nguy hiểm trước áp lực được tạo ra bởi KT. Và lại là hoang tưởng, lần này Kalista không còn tốc biến lên nữa là như vậy. Anh ta bị bổ cú thứ ba, anh ta bóp hơi ngay lập tức. Và phía bên kia Style là người đang bị giữ chân nhưng anh ta quay ngược trở lại kích thanh tẩy và bắn. Anh ta có cứu cánh và cứu được cánh. Đó là một tình huống cứu cánh vừa đủ để có thể giữ Style sinh tồn. Và đó là một tình huống không đổi 4, tặng kèm thêm cái bullet Baron nữa thì ván thi đấu thứ hai này đã có kết quả rồi. Và tặng kèm thêm đó sẽ là con rồng nguyên tố thứ tư cùng với linh hồn rồng dành cho Gam trong tình huống giao tranh vừa rồi. Một canh bạc thực sự, một canh bạc thực sự cho SGB tại con Baron đầu tiên của ván đấu. Ra một điểm đáp cho cú siêu giáng thế của Froggy. Nhưng có quá nhiều mắt đến quá từ bên phía của Gam. Và BJ đã bị lộ một tình huống mở giao tranh nhanh đến từ vị trí của Amumu và lại là chiều cuối hoang tường để chăm sóc thẳng và vị trí của Shogun. Shogun bị hoảng sợ, Shogun bị chém, Shogun nằm xuống ngay lập tức phía sau lưng. Họ đang muốn gây khó dành cho Style nhưng Style có đồng hồ, Style quay ngược trở lại bắn. Style chưa phải nằm thêm một lần nữa và lại là double kill dành cho KT. KT nói rằng tôi đã trả hết cả vốn lẫn lời trong dàn đầu tiên của ván thi đấu và đó sẽ là 2-0 dành cho Gam. Một ván thi đấu mà đội trưởng của Gam Esports, người chơi đi rừng của họ Levi đã lên tiếng với các bài Nocturne. Đây là lượt last pick của Gam ở trong ván thi đấu thứ hai này. Đổi dành cho bên phía của Buffalo rồi, họ không lấy một cặp đôi đường dưới quá mạnh nữa. Tức nghĩa là trong ván thi đấu này họ không cần phải dồn tài nguyên xuống cánh dưới quá nhiều dành cho Shogun, để cho Shogun và Taki tự chơi khu vực đường trên. Vậy thì cái lượng tài nguyên sẽ được chuyển dịch đi đâu? Đường giữa và khu vực đường trên, đó là cái điều mà Hasmet đã quá thiếu ở trong này vẫn được. Nhưng trước hết, Levi cần giải quyết cho được con cua cái đã. Anh ta biết là với cái lượng sát thương đến từ BJ thì tầm này chưa dứt điểm được con bùa sát bội đâu. Đây sẽ là tình huống tranh chấp của cả hai người trên rừng. Vậy sẽ có một cái lượng sát thương đến từ Levi nếu như ta tích được thêm cái nội tại của kỹ năng nghe của mình nữa. Bắt đầu va chạm rồi. Và đó là bộ xanh dần pin dây. Và bên phía bên này tôi thấy Hermes di chuyển tới, Kia cũng đang hơi yếu máu. Levi đang cần phải lùi ra. Rocky đang bắt đầu muốn tiếp cận, một pha sử dụng nội tại của mình để giữ chân lại. Và Rocky tới để có thể tiếp cận và ta tiếp cận được một người Levi. Kia lao lên tấn công, ta chưa dứt điểm được pin dây. Và đó là ai mà cũng liên tiếp trên Sài Gòn Buffalo. Các ti thấp năng lượng người ta không thể nào đóng góp được cho mình trong cái lượng sát thương ở trong tình huống này. Đang chờ hồi trốn được rồi, tiếp cận được KT. KT không có tốc biến, anh ta đang bị lầm chầm, anh ta đang bị bữa. 3-0 dành cho bên phía của Buffalo. Không cần để có thể nỗ lực tiếp cận nhưng cả hai thành viên này lại không có được cho mình đâu cái dịp chồng sát thương cũng như là cái hiệu khống chế cùng với nhau để có thể tạo ra một cái bộ combo. Diễn biến chính vẫn đang rất là nóng, đã có một điểm khu vực đường dưới mà Taki đã nằm xuống. BJ đang di chuyển ra để hỗ trợ đồng đội của mình mà thôi, chứ còn lại thì không có nhiều cách lắm để có thể giúp cho cặp đôi gỡ lại một điểm hạ gục, và điểm hạ gục đó nằm trong tay của Style nữa cơ. Đúng là như vậy, lại một lần nữa kia này thì sao BJ đã quyết định bắt để xem bắt đại không. Thủy lô tầm nhìn được bung ra lấy từ Rocky One sẽ xích ra rất thành công. Liệu Levi có nằm xuống hay không để đẩy vào tường có được bạn gục trụ đang bỏ một người BJ, nhưng BJ không nằm ngược lại. KT chỉ có thể khóc trong tình huống đó bởi vì không ai có thể hỗ trợ thêm, và KT biết là trong khoảng thời gian này mình cũng không có nhiều đam lắm để có thể trả thù cho người đồng đội của mình. Cho nên tình huống đánh đo Sài Gòn Lô họ vẫn đang giành được một lợi thế rất lớn với mũi nhọn là Rocky, với những pha quăng xịt xích nó trúng liên tục
từ nãy tới giờ đang muốn câu kéo khoảng thời gian này, lính nó vẫn chưa đi vào một cách quá là kinh khủng đi, cho nên vẫn sẽ có một sự hỗ trợ nhẹ. Ơi, quyết định nó từ bên dây là anh ta đang di chuyển vòng từ phía bên bên trái di chuyển xuống, anh liệu là nó có đúng hay không đây, liệu là kịp hay không đây. Câu trả lời hiện tại là vẫn đang kịp, nhưng liệu Sogan có nằm xuống hay không đó là câu chuyện khác. Đó là chiều cuối rất hay, và bây giờ Levi mới là người gặp nhiều vấn đề. Sogan đi vắng nhưng ta chưa nằm xuống, quay trở lại tấn công lên Vizay. Một mình Vizay cân không đỏ tại vì tấn công quá mạnh mẽ từ KT. KT có được mạng chấp nhận, nhưng Brocky tới thấy Levi quăng sợi xích chật lắm, nhưng có đó là bộ là bằng, có là mày hạ gục, và KT bắt đầu lùi lại tay tương tự. Như thế chỉ là một đối một, và Sagulo họ vẫn đang khá hài lòng với không một đối hai, tức là Gam trong tình huống vừa rồi thì họ vẫn đang tạm thời là hài lòng đấy. Họ vẫn đang tạm thời là hài lòng đấy, chứ không phải là không đâu. Bởi vì trước đó họ đã có một màn hạ gục đúng không ta? Tôi không nhớ. Ôi đó! Cái này mới là lời. Cái này mới là lời. Trước đó tôi không nhớ rõ là Taiki có chết hay không. Người ta để có thể tạo ra một đúng băng trụ cả, hay là tạo ra được cái sức ép đủ lớn để khiến cho Kia phải mất. Ui, khu vực dưới. Sogan đang cố gắng bỏ chạy, ta làm tất cả mọi thứ đều có thể thoát đi, nhưng liên tục là những va quăng pizza thật sự rất gắt đến từ Style. Style đang liên tục quăng ra và Taiki hình như nằm rồi hay chăng đây. Một phát nữa tóc lên hay. Và đây là hai sát liên tiếp dành cho Style. Bia nó thi đấu quá hay ở trong tình huống vừa rồi. Đỉnh cao nằm trong tay của Bia trong tình huống vừa rồi. Phát hơi đi đầu tấn công ở khu vực dưới cũng là anh ta, và pha tốc biến để có thể giữ chân được xạ thủ quân phía đối phương nhằm tạo ra thêm điểm hạ gục dành cho Style cũng là Pierre. Thể di chuyển Taki wow. Đã di chuyển lên, nhưng anh ta chỉ là con Lulu cấp độ 5 mà thôi, hơi hạn chế về mặt sát thương. Liệu cái tiền sống để không, để BJ bắt đầu tìm cách tiếp cận và Kia dọng lính rất hay, và anh ta vẫn còn sống, nhưng Brocky chạy lên thì nó hơi khó thở, cố gắng câu kéo một cái gì đó hay chẳng đây không được rồi, và đó là mạng cho Hartman. Tôi thấy Sogan thì đúng hơn, Sogan có cú lướt để có thể bỏ chạy được, và Levi một pha móc lại một lần nữa thành công, và Kia này ném từ đó Sogan nằm xuống, nhưng Taki mới là người kém may mắn. Lại nói đi. Đây thì Kati đang sở hữu cho mình một cái gói hàng gốc vào đến từ bên phía của SGB sẽ cực kỳ khó khăn. Và Hartman đang liên tục bị cấu rỉa, nó khá là đau đấy. Một pha móc rất thành công, Brocky quyết định là lấy đợi một pha W rất hay đến KT, nhưng KT đã gặp vấn đề lớn. Anh ta solo 1-1 với lại Sogan, và hình như anh ta thắng thật. Brocky phía bên này đang muốn kẹt lại, còn trong đó thì Hartman đang muốn cân. Anh ta bộ rất khỏe, tạo phục rất kinh khủng, nhưng hình như là anh ta đang thiếu cái gì đó, anh ta thiếu đam. Quăng bờ là bằng quăng vào, và đó là mà cũng đã có Brocky quăng e hút. Binsay đang bị gây đam rất nhiều, đang chạy pha móc lao lên tóc biển, móc không thành công, Binsay đang phải bỏ chạy. Và lại một lần nữa Gasbon là đội cửa trên trong những tình giao tranh, nhưng Sai né một cách rất đơn giản, vài ba sợi xích khá là xước đó thì không có ý nghĩa gì dành cho một Style đang cực kỳ khỏe cả. Rất khỏe. Đây rồi, cô nàng Yabiza liệu có thể gánh được không đây? Hơi khó dành cho Style khi Style mất e, nhưng Style còn tốc biến, Style có thể quay trở lại tấn công. Levi tới để ship cho Style thêm một cái xe nữa để ta có thể Yabiza vào thẳng. Cần phải đảm nhận cái vai trò đó. Liệu rằng đây có phải tình huống tấn công và ta kiếm khu vực trên hay không? Đây không có tốc biến đến từ Kati. Nhưng lính hết rồi. Lính hết, và KT đang rỉa Hartman rất đau, và ta đã cố gắng đứt, và ta đã cố gắng bỏ chạy bổ lần thứ hai của Hartman. Nó trúng Binsay di chuyển tới và đang làm tất cả mọi thứ để chiếc điểm cho được KT, và đó là mạng đã có cho Hartman. Phía bên này thì sao đây, Gasport thật sự họ đang muốn gỡ bằng cách là kêu gọi Style tiếp tục ở khu vực đường dưới lấy cái trụ thứ hai, chứ không thì nó sẽ đổi rất là lộ. Đổi trụ như thế này thì liệu là lời hay không? Tôi cảm giác Gasport họ không hề lời. Anh ta lo tập trung vào cái gươm đồ tể để có thể đối đầu với lại Hartman phía bên kia, cho nên là anh ta đã quá là nghèo trong giai đoạn sau. Quăng bộ băng thành công, thủy lô tạm diệt móc vào, Binsay vẫn đang bật không thể nói chuyện, nhưng ta hết không thể lay chuyển thì ta không thể thở, và mạng có một lần nữa dành cho Style. Nó có thể hòa thiệt bất cứ ai trước mặt của nó, cho nên phải cẩn thận. Bên phía của Sagulo họ sẽ cần phải cẩn thận, Hartman bao giờ lướt xuống. Nhưng Mé đang tương đối cô đơn, anh ta đang hơi ngôi sao cô đơn tí xíu ở khu vực bên trái, còn đó phía cánh phải Binsay đang chờ đợi cơ hội để lao vào tấn công. Kia cũng không vội, Kia biết được bây giờ mình đang phế cho nên là chơi là hơi khó đấy. Liên tục là những pha quy đến từ Style, nhưng nó đang thiếu cơ sở. Style đang là người lùi sâu nhất BM rồi, móc trúng vào tường. Và Binsay, ôi Binsay hất được hai. Họ bắt đầu tràn vào tấn công, thủy lộ tập diệt tóc của thứ vô mọi người. Kia nằm xuống và quay ảo, KT đã bật nhưng liệu là đủ khỏe không? Đây Hartman tóc biến lên bộ hai cực kỳ khỏe, ta đi móc lại cho ta sẵn sàng cho pha bộ thứ ba. Không thể nào bộ được lần thứ ba. Còn Sogan đang chưa hơi hừng. Sogan đang chưa hơi hừng và ta nên calm down lại, hạ cái tôi xuống và nâng con rồng lên. Đó là điều cần thiết cho Sogan. Những máu đang hơi ít. Brocky đang cố gắng quay trở lại tấn công. Brocky đang muốn gỡ nhưng gỡ không được. Đã nói rồi, hạ cái tôi xuống. Nhất tiếc là Sagolo họ vẫn nâng cái tôi lên, và cuối cùng thì họ có thể mất luôn cả con rồng. KT bắt đầu sau tình huống dịch chuyển của anh ta, và đây có lẽ xem tình huống tan vỡ dành cho bên phía của Buffalo rồi. Sogan cực kỳ yếu, thời điểm này thì anh ta mới chỉ đạt được cho mình đó một món trang bị mà thôi. Thêm dịch chuyển đến từ Kia và cho chắc, và các thành viên đến từ bên phía của Gam đang hủy diệt Buffalo. Quét sạch rồi, đây xem tình huống quét sạch. Taki sẽ bằng nằm, à không, Binsay về được. Đúng, Binsay về được. Nhưng chức của Binsay đã khiến cho cái chiêu cuối của Sagolo, cái chiêu cuối giúp cho bên phía của Sagolo có thể phòng thủ cái trụ này. Đang bắt đầu dần bị yếu đi, đang bị bào mòn bởi Style, một cú bộ rất hay đến từ Hartman. Ta đang bổ ba nhưng người ta đang hơi yếu. Brocky tìm mục tiêu và ta tìm tới KT, nhưng Hartman đã nằm xuống. Brocky đang cố gắng nhấn đồng
ô Kia đang đứng xung quanh đội tuyển bảo kê, đang muốn tấn công Sogen. Đằng sau lưng Kia đang có một người nằm xuống và đó là đối thủ. Binzai thì muốn làm một điều gì đó, Sogen đang cố gắng bắn nhưng là nên hạn chế lại tóc biến. Một gói hàng kèm theo pizza của Style nữa thì nó còn quá tuyệt vời hơn. Một gói hàng rất ngon, một gói hàng ngon thật sự dành cho bên phía của Game Sport. Và Katie đang lựa góc, anh ta đang rất là khỏe. Hãy nhìn những cú rờ khiến cho Binzai móc. Phá vừa rồi, Bia có một pha móc vào tường gì để khai thác đó. Hoặc là bọn rất hay và mọi thứ đã vô mọi người. Style đang trở thành huyền thoại, còn đối với Katie sắp sửa mất giác thiên thần. Phía bên này Style đang bắn và đẩy, anh ta đang lùa Hackmet. Trong khi đó thì KT đang mất giá tiền tàu, còn Hackmet thì bị chích điểm bởi Levi, đang bị đánh tương và Sogen nằm xuống. Sogen bị móc chết và đó là 19-8. Game Esports là nhà vô địch của VCS mùa hè 2022. Một hành trình không hề dễ dàng dành cho bên phía của Game Esports. Chúng ta vẫn còn nhớ những tuần thi đấu đầu tiên là những tuần thi đấu mà họ liên tiếp không phải hứng chịu những cái trận thua. Nhưng sau đó họ quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Và đây đúng thật là thời điểm của Gam rồi. Gam time. Không, đúng hơn với Sai thì là pizza time như baby. Đó là điều mà các thành viên của Gam Sport họ làm được. Họ dùng hết vào một Sai với một CV pizza. Hãy nhìn kìa, KT đang ăn mừng. Các thành viên của Gam Sport họ đang ăn mừng. Một chiến thắng phải nói là nó khác hoàn toàn, đúng không? Nó khác hoàn toàn với lại những gì mà ta có thể tưởng tượng ra được. Hoàn toàn đồng ý khi mà chúng ta cũng có thể thấy như đó là một cái chiến thắng 3-0 dành cho bên phía của Game Esports. Họ đã trả thù bên phía của Buffalo ở trong cái trận chung kết nhánh thắng. Và đây thật sự là một trong những cái màn trả thù cực kỳ ngọt ngào mà bên phía của Game đã thể hiện ở trong cái trận chung kết tổng này. Đúng là như vậy. Và một ván thi đấu đầu tiên có những sự khó khăn nhất định, nhưng ván thi đấu thứ hai, Like và subscribe kênh Việt Nam Championship Series Beauty and Highlight để đón xem những diễn biến hấp dẫn của giải đấu bộ môn thể thao điện tử Liên minh huyền thoại.